Sao cái chỗ chân mày này nó dày quá vậy ta? Con qua đây mẹ có biết không? Mẹ biết. Chịu khó chút nha. Nằm yên. Cô lạnh. Rồi, xong chỗ đó rồi. Còn cục nữa. Xong xuống dưới đây ha. Ráng làm xíu. Xuống đây nha, ở chỗ nha. Đang thả lỏng mà đừng có hít thở sâu, đừng có căng thẳng quá. Rồi đó, xong rồi. Xong đó, xong một bên rồi. Mà đây nha.
dưới đây nó dày lắm, còn phải chịu khó chứ. Không mà mặt mình sẽ bị sẹo con. Đừng có nhấn nhấn nha cô. Con ra đường của ấy á. Nên con đừng có nhích. Cô sao vậy? Sao vậy? Sao con rung dữ vậy hả Nguyên? Hả? Nó lỏng rồi đi. Mấy cái cục mà cài cài như này là con cậy đấy hả? Chỗ này rất là nhiều. Đừng có nhúc nhích, đừng có nhúc nhích là cô đâm chặt là nó... da con nó bị tổn thương á. Nguyên con còn có một cục nào dưới đây nữa thôi rồi mình lấy cái chán. Rồi xong rồi xong rồi. Chán nữa thôi. Còn có chán nữa thôi. Ráng tí.
Đi nhờ, đi nhờ. Rồi rồi xong cái bé đó rồi đó. Sắp xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Rồi, đi vào đây cô coi cái chỗ này thấy không? Nó nhít nhít nha. Con làm vậy cô lấy nó chậm á. Lâu hơn.